Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Ở trong đấu phá thương khung, hiện tại Tiêu Viêm đã đột phá thành công lên đấu hoàng, đang chuẩn bị tiến tới sàn Nam Học Viện một lần nữa. Tuy nhiên anh em có thắc mắc, lúc này Tiêu Viêm bao nhiêu tuổi rồi hay không? Và khi đột phá đấu tông, Tiêu Viêm lúc đó bao nhiêu tuổi? Quá trình vượt qua thử thách của cậu là gì? Hôm nay mời các bạn cùng LTG đi tìm hiểu về Tiêu Viêm đột phá đấu tông khi bao nhiêu tuổi. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Trong thế giới của đấu phá thương khung, khái niệm thời gian thực ra rất là mơ hồ, không chỉ trong tiểu thuyết mà cả trong hoạt hình lẫn truyện tranh đều như vậy. Để phù hợp với cái gọi là hoạt hình, tạo hình của các nhân vật về cơ bản không hề thay đổi theo khái niệm già đi, thậm chí cả nữ chính Huân Nhi và Mỹ Đô Toa cũng vậy. Thế nhưng cũng đúng, nếu Tiêu Viêm, Huân Nhi và Mỹ Đô Toa đều là hình ảnh trung niên, có lẽ sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng trên thực tế, theo khái niệm thời gian được miêu tả trong tiểu thuyết gốc, Tiêu Viêm thực ra đã 30 tuổi khi mà đạt tới đấu tông. Nhân vật chính xuất hiện năm 12 tuổi, tài năng phi thường, tuổi còn trẻ đã trở thành thiên tài. Tuy nhiên do bị Dược Lão hấp thu hết đấu khí, nên trong vòng 3 năm đấu khí của cậu đã sa sút. Sau này khi mà Dược Lão trở thành sư phụ của Tiêu Viêm lúc này đã 15 tuổi, sau một năm luyện tập lại một lần nữa đạt được thành tựu khi mà tham gia lễ trưởng thành của gia tộc. Lúc này thì Tiêu Viêm đã 16 tuổi. Nửa năm sau, Học viện Già Nam tuyển sinh và kiểm tra tiềm năng của học viên. Tiêu Viêm được xếp hạng A, tuy nhiên do hẹn ước 3 năm, Huân Nhi đã đến Học viện Già Nam trước, trong khi Tiêu Viêm ngao du luyện tập một mình. Và thời gian 3 năm đã đến, Tiêu Viêm tiến vào Vân Lam Tông. Sau trận chiến với Vân Lam Tông, Tiêu Viêm đã ở Hắc Sắc Vực vài tháng rồi mới tới Học viện Già Nam. Lúc này thì Tiêu Viêm đã 18 tuổi rưỡi. Một loạt sự kiện xảy ra ở Học viện Già Nam, sau đó Huân Nhi được cổ tộc mang về. Đây là lúc Tiêu Viêm 19 tuổi rưỡi, tiếp tục cùng với Hàn Phong giao đấu. Khi mà đến thiên phần luyện khí tháp, hấp thụ dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong tiểu thuyết gốc có nói, khi Tiêu Viêm rời khỏi thiên phần luyện khí tháp thì đã trôi qua 2 năm, vậy Tiêu Viêm đã 22 tuổi. Sau vài tháng ở tại học viện, Tiêu Viêm quay trở lại đế quốc Sa Mã để trả thù. Lúc này thì Tiêu Viêm mới 22 tuổi và đang ở đỉnh cao của đấu vương. Sau khi đánh bại Vân Lam Tông, Tiêu Viêm thành lập Viêm Minh. Sau đó Tiêu Viêm bắt đầu bế quan để đột phá đấu hoàng trong một năm. Tiêu Viêm phải mất 2 năm kể từ khi thành lập Viêm Minh và trở thành đấu hoàng. Đến lúc này, Tiêu Viêm đã 24 tuổi. Trong khoảng thời gian này, cậu gặp được Tiểu Y Tiên đang bị ách năng độc thể xâm chiếm, thân thể bị ăn mòn. Sau đó Tiêu Viêm tìm cách giải độc, đánh bại cường giả Vạn Hạc Môn, thế nhưng lại bị dính phải ma độc ban. Kế tiếp Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y Tiên đi đến Hắc Sắc Vực, phải mất hơn 4 tháng mới đến được Hắc Sắc Vực. Trong khoảng thời gian này, Hắc Sắc Vực đã được bình định, Hàn Phong sau khi phục sinh đã bị Tiêu Viêm bắt được, sau đó cậu lên đường tới Trung Châu. Lúc này thì Tiêu Viêm đã 25 tuổi rưỡi. Khoảng 26 tuổi, Tiêu Viêm đạt tới Cửu Tinh Đấu Hoàng. Sau 2 tháng tu luyện ở Huyết Đàm tại núi Thiên Mục, cậu thành công đạt tới Đấu Tông, sau đó tham gia luyện đàn hội, tiến vào được không gian của Tam Thiên Diễm Viên Hỏa, luyện chế Tam Thiên Diễm Viên Hỏa thêm mấy năm nữa rồi mới đi tới Hồn Điện giải cứu Dược Lão. Có thể nói lúc này Tiêu Viêm đã 30 tuổi, thế nhưng bắt đầu từ lúc cậu hấp thụ Vẫn Lạc Tâm Viêm, tiểu thuyết gốc vẫn mô tả Tiêu Viêm là một chàng trai trẻ ở độ tuổi 20. Vậy các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.